Hello, xin chào mọi người, mình là Han đây. Thì chủ đề video của ngày hôm nay là về con boss thế giới. Thì hôm nay là ngày 28 sau một ngày mà T1 vừa thắng Genji. Thì cũng là ngày con boss thế giới này chết ở tại server mình. Cái này là mình trước khi đi ăn sáng là lúc 7 giờ mình dậy mình treo trước rồi. Thì mình không biết là lúc mà mình ao cái này ra con boss nó có chết hay chưa. Thì mình sẽ, tại vì lúc mà mình on nó con boss nó chỉ còn có 5% máu thôi. Thì hôm nay mình vô mình treo trước đồ hình để mình làm một số cái lưu ý cho các bạn ở server mới hoặc là cụm mới mở con boss này ở trong ngày đầu, và các bạn cần lưu ý những gì khi mà các bạn xây dựng đồ hình để tránh các bạn lãng phí tài nguyên nè, lượt đánh boss nè, vân vân và may may. Rồi ok, đầu tiên ha, thì khi mà các bạn xem đồ hình ở bên nước ngoài global nè, bản global hay là bản nào khác, thì các bạn tìm hiểu được một số đồ hình ở trên mạng, và ở cộng đồng Việt Nam mình cũng có share nhau về đồ hình đi boss. Thì các bạn cần lưu ý những gì? Đầu tiên, đối với con Barresto này, khi mà mọi người bữa giờ mọi người kêu mình làm nội dung test con này rất là nhiều, nhưng con này khi mà mọi người mở vũ khí độc quyền ít nhất là cộng 10, cộng 15 thì mọi người mới đi được con này ha. Ít nhất là cộng 10 thì phẩm với gọi là cực khỏe thì mọi người mới đi được. Tại vì khi mà con này ngay từ đầu, mình nói như ngay từ đầu, dạng như là mấy bạn nạp tiền nhiều đó, gọi là mấy bạn cá voi á, thì mấy bạn mới có được con này và con Rainer để mà đi, hoặc là một mình con này cộng vũ khí cộng 10. Tại vì con này là một con tướng định hướng để mà giờ này các bạn lên được phẩm thần hoặc là phẩm thăng thiên, thì các bạn đã quay từ lâu, rất rất lâu rồi. Còn mà khi mà server mới mở ra, các bạn đa số các bạn không đủ cái gọi là cái tinh cầu để quay tướng thần thoại đâu. Hoặc là khi mà các bạn nâng con Rainer trước nha. Cái này là mình không nói là việc bạn chọn Barresto hay là bạn chọn Rainer, đó là tùy thuộc vào cái lối chơi của mọi người. Ở đây mình nói là rất ít người sở hữu con này, cho nên khi mà xây dựng đồ hình này, các bạn kêu mình sử dụng cộng hưởng đi với lại vong linh hay là mang huyết để test, thì thật sự là mình lúc mà mình được gửi ạc nha, thì hầu như những ạc được gửi thì con này gần như là không có, hoặc là phẩm rất thấp, hoặc là chưa cộng vũ khí độc quyền lên, cho nên đam nó sẽ rất là yếu. Còn mấy bạn nào mạnh, đa số người mạnh khi mà người ta không có coi clip hướng dẫn nhiều đâu, người ta đã có sẵn đồ hình và người ta đã test trước, hoặc là người ta vô đam trên cái form đồ hình chính của người ta thôi. Còn khi mà mình chơi, mình phải tìm hiểu được cái đồ hình nào phù hợp với cái lối chơi của mình nhất. Cứ không phải là Barresto mang huyết hoặc là vong linh, tùy theo cái nhu cầu và cái đồ hình của bạn cụ thể các bạn có. Rồi ok, chủ đề thứ hai là khi mà mọi người đi tướng, mọi người coi đồ hình, mọi người luôn luôn quên rằng phẩm vũ khí độc quyền rất quan trọng. Khi mà mọi người coi vũ khí độc quyền, có những con tướng ví dụ như Odai nè, Lily May nè, rồi con Corin nè, con sói nè, các bạn kêu ủa em cũng chơi đồ hình như người ta, em xếp đúng vị trí vậy luôn, nhưng mà tại sao đam rất là thấp? Do mọi người bị lệch vũ khí độc quyền. Tại vì khi mà vũ khí độc quyền mọi người mở lên bậc 3 hoặc là ít nhất là cộng 10 đó, thì có những con tướng nó mở khóa những cái kỹ năng rất là mạnh và giúp cho tướng đó cực kỳ khỏe ở trong cái mùa giải đó, hoặc là khi mà mọi người đi con boss thực hiện cơ chế của nó. Rồi ok, đó là cái thứ hai. Cái thứ ba nữa là gì? Ở trong mùa này mọi người quên mất rằng là chúng ta có bù phép. Nha, cái bù phép của những con tướng rất quan trọng. Khi mà mọi người có bù phép trên đây ha, những cái bù phép của những con tướng nó gia tăng khả năng sức mạnh của con tướng nè, từ hỗ trợ nè, xét thương rồi rất vân vân mây mây. Thì khi mà cái bù phép này càng cao, nó sẽ hỗ trợ cho con tướng đó đi boss nè, hoặc là đi những sau này mọi người lưu ý nha, đi từ con boss thế giới này hoặc là boss cõi mộng, hoặc là khi mà hết con boss thế giới này nó sẽ ra cái vương quốc si vong, một trong những cái chế độ khắc nghiệt nhất ở thời điểm hiện tại. Đu top con boss si vong, tại vì nó sẽ cho cái viên đá đặt thẳng từ cộng 10 lên 25. Cho nên là sẵn con boss thế giới này, mình lưu ý cho các bạn ở giai đoạn sau là cái bù phép, và khi mà mọi người nâng cấp này để đi đu la ra, thì ai farm cái này về phẩm bù này nó sẽ cho lực chiến nè, chỉ số của tướng rất là nhiều. Rồi ok, tiếp theo thì khi mà làm nội dung, mình hướng đến những người chơi đồ hình đa dạng, gồm là đa dạng nhất nè, và nó phù hợp được dạng như là đối với mọi loại người chơi. Đầu tiên là người chơi không nạp, cái thứ hai nữa là người chơi tầm trung có nạp ít, và người well thì đa số là người tầm trung sẽ xem rất là nhiều hơn, tại vì họ quan tâm tới lượt chiến và họ hơn thua trong cái phân khúc của họ. Còn cá voi thì họ sẽ đại chiến cá voi thì nó sẽ khác. Rồi, theo bản thân mình, khi mà mình chơi ở tầm phân khúc tầm trung, thì mình thấy nha, đồ hình mà đam ổn nhất mà mình chơi và mình cảm thấy nhiều người sử dụng nhất là form con này cơ bản. Con này chỉ cần con bé xôi, con thần này chỉ cần dùng một phẩm ha. Và form Lily May, đây form này là combo ngành, nhiều bạn khi mà mình vô mình ngồi hướng dẫn thì mình làm trên cái combo này khá là nhiều. Rồi ok, chúng ta sẽ có là Odai. Di vật là di vật cộng hưởng. Tiếp theo nữa là chúng ta sẽ có Mikula, Smonky, Tilly lên kích di vật mang huyết, đau lộn kích tài năng mang huyết. Rồi và hai con này để thực hiện cơ chế cho con boss nó nuốt thôi. Đó là đội đầu tiên mà mình thấy là ok nhất, mà gần như là ai server mới mọi người cũng định hướng theo cái form này. Rồi ok, đội hình thứ hai là đội hình mà mình xây quanh, là mình chơi đây đội hình là tay gần. Thì các bạn nào đang xây một cái form mang huyết thì chúng ta có thay thế bằng con sói nè,
con sói nè, con guru, tùy theo các bạn làm theo được kích mang huyết theo các bạn sở thích của bạn thôi. Rồi tiếp tục, khi mà xây dựng đồ hình này là một đồ hình là cơ bản là mọi người có Lily May. Rồi nếu như các bạn nào xui hơn, mình xin nhấn mạnh xui hơn, các bạn ở server từ cộng 35 hoặc là 30 hoặc là cộng 36, 37, 38, 39, các bạn không có Lily May, thì khi mà các bạn chơi thì mình thấy một cái đồ hình mà cơ bản nhìn đam rất to và khủng khiếp, và nó thay đổi theo từng giai đoạn nha. Cái đồ hình này nó phải thay đổi theo từng giai đoạn, là giai đoạn boss 100% máu và boss dưới 50% máu, chúng ta sẽ có gì? Đầu tiên chúng ta sẽ có Corin. Rồi Corin nè, rồi con phẩm con pháp sư này, đây con pháp sư này ha. Tiếp theo nữa là con Rowan, thì gần như ai cũng có ha. Con này nạp có nạp đầu 20.000 là mọi người đổi trong tướng đều có ha. Rồi con Rowan nè, Corin và con pháp sư này, thì con pháp sư này nó sẽ boost cho con Corin ha. Tiếp theo là chúng ta vẫn nhân vật không thể thiếu, chúng ta sẽ có con thần này, một phẩm thôi mọi người. Tiếp theo thì trong đây khi mà mọi người chơi, mọi người có thể thay thế bằng con đầu tiên nha, hai con boost này mọi người tự lựa chọn, tại vì con nào phẩm mọi người cao hơn thì mọi người sẽ dùng của nó. Đầu tiên chúng ta sẽ có là Spunky nha, hoặc là hôm nay dùng chúng ta sẽ Mikula. Nhưng riêng vị trí Mikula, mọi người khi mà mọi người xem video hướng dẫn, mọi người phải để đúng vị trí của Mikula. Tại vì sao? Nếu như mọi người để sai vị trí của con Mikula này, thì khi mà để sai thì con hai con tăng này nè nó sẽ chạy lên, hoặc là trong quá trình quấn boss con Mikula này để sai vị trí, con boss nó sẽ nuốt con Mikula thay vì nó nuốt hai con này. Nhớ nha, khi mà mọi người xem video hướng dẫn của ai khác hoặc là xem hình ảnh, mọi người phải để đúng vị trí và mọi người test, chứ không phải là để con Mikula này lên hoặc để sai một cái vị trí nào đó, hoặc là mọi người tham cái boost của con này quá, thì khi mọi người để lên con sò này nó sẽ nuốt con Mikula, thì mọi người mất đi một slot boost DPS rất là hiệu quả nha. Đam, cái lượng đam nó sẽ bị tụt rất nhiều khi mà mọi người sử dụng. Rồi ok, khi mà đi đồ hình này, mỗi đồ hình nó sẽ có một cái loại di vật khác nhau. Ví dụ như đi đồ hình này thì chúng ta sẽ dùng cái chú thuật hải chiều nha, dùng cái chú thuật hải chiều này mình đi, tại vì cái chú thuật này nó sẽ ảnh hưởng trên cơ chế của con boss, và sau khi con boss này dưới 50% máu thì chúng ta sẽ dùng xây qua đồ hình con Vla. Rồi đó, tùy theo mọi người biến tấu. Rồi ok, cũng có một sự tranh cãi nữa, khi mà mọi người nâng ở server mới, mọi người bị cái gì là cấp của di vật này sẽ có sự chênh lệch, diện là sẽ có sự chênh lệch rất nhiều. Có bạn là ngay từ đầu các bạn nâng cái hải chiều này để các bạn đi AFK với combo ngành, hoặc là các bạn ví dụ như nâng cộng hưởng, hoặc là cái nâng cái chú thuật xanh, thì đối với bạn nào mà ngay từ đầu các bạn có Lily May phơm hướng về Lily May nha, thì các bạn có thể thử cái ma đạn này thì coi thử cái hiệu quả hay không. Nhưng mà khi mà mình thử cái ma đạn với lại một cái cộng hưởng á trên cùng một đồ hình, thì mình thấy là cái cộng hưởng nó nhỉnh hơn rất là nhiều khi mà chơi ma đạn. Rồi ok, còn một cái đồ hình rất là khó, cực kỳ khó khi mà chơi, nhưng đồ hình này mình nghĩ là chắc không ai sử dụng nha, rất khó sử dụng, chỉ có cái voi thôi, mình xin nhấn mạnh thôi, chỉ có quen mới dám sử dụng đồ hình này, là đồ hình phơm vong linh xoay quanh con Maresso để cho bạn luôn. Thì đầu tiên ha, thì con hai con này ở đây các bạn kêu anh làm giới thiệu cho em xem luôn, thì chúng ta sẽ có là con hai con Maresso. Tiếp theo nữa là chúng ta sẽ có con Niru nha các bạn, đây là đồ hình các bạn set nha, thì mình không test đồ hình này tại vì cái đồ hình này chỉ có người nào mà nạp nhiều thôi mới chơi trên đồ hình này. Chúng ta sẽ có Niru ha, rồi con sát thủ nha, thường các bạn này các bạn để con sát thủ hay con Luis, nói chung là làm sao kích đồ hình ở đây là đủ ba vong linh thôi. Rồi một con nữa là hình như là mình nhớ không lầm, hình như là con Luis hay sao, con Luis hoặc là không, hình như chỗ này không phải là con Luis đâu, để mình xem lại cái hình mấy bạn gửi cái ha, các bạn đợi mình chút xíu mình coi đúng để mình set cho các bạn cái đồ hình này, là mình được các bạn share kêu test, nhưng mà do được đây mình hôm nay mình nghĩ mình xem đi qua cho nên là mình không xem. Rồi ok, chúng ta sẽ có con sát thủ đứng ngay vị trí ô này. Rồi con sát thủ qua, con Niru, Luis và con hàng đầu nó sẽ là con Spunky. Rồi ok, boost trên con Spunky ha. Rồi ok, thì nếu như bạn không có con Niru hoặc bạn không có con sát thủ hoặc là không có Luis, thì bạn nào server mới các bạn có thể thay tạm bằng con Thorin này cũng được, để cho nó nối dây lại nó gây sát thương, nó cũng rất là ok, làm sao nó kích ba bung lên thôi. Nhưng trong trường hợp bạn phải có con thằng này rất khỏe nha, bạn mới đi được đồ hình này, thì đồ hình này có thể thay thế bằng một đồ hình nó dễ thở và nhiều tướng hơn, nói chung là cũng dễ thở hơn. Gọi là dễ thở hơn là sao, bạn có những cái một cái form tướng nó mạnh hơn và nó tốt hơn, là chúng ta sẽ có là con Odai, con Coco và đâu là nhầm Odai nè, Odai và con Mikula. Đây Mikula để đủ cho mọi người kích ba men huyết và tele hai con này lên. Thì mình chưa test thử hai đồ hình này là đồ hình nào đam to hơn, thì nói chung là hy vọng bạn nào ở server mới các bạn có đầy đủ hai con này cộng vũ khí cộng 15 hoặc là cộng 10 thì mình có thể vào mặt mình test thực tế cho mọi người xem. Rồi ok, đấy thì theo mình đánh giá nha, thì trong tất cả đồ hình mà đồ hình mình dành cho tầm trung gọi là dạng như mà ít nạp hoặc là thể cày chay, thì mình thấy gần như cái form mà nông dân mà mình cảm nhận mình trải nghiệm đam to nhất là con Corin này nha. Con Corin này đam rất ảo, được khi mà mình ngồi mình có nói chuyện với mọi người á, nếu như mà con thực sự nha, thực sự con Corin này mà nó cùng phẩm nha, nó cùng cấp vũ khí độc quyền nè, nó cùng phẩm so với những con tướng mà mọi người nâng ví dụ như Odai nè, Lily May nè hoặc là thần,
Thì thật sự con Corvin này chỉ là một trong những con quái vật mà gây một cái lượng đam cực kỳ khủng khiếp à, khi mà trên cái đồ hình ánh sáng này thì bị đam xét thương chủng này, và nó quýnh vào cơ chế boss rất nhiều. Cho nên là khi mà mình chơi, mình trải nghiệm lúc mà mình đam á, lúc mà mình chưa thử ra được cái form đồ hình con Sibat của mình á, thì mình chơi trên cái đồ hình này á, đam nó sẽ rất là to và nó rất là hiệu quả. Thì chỗ này mấy bạn kêu sau này bỏ con pháp sư này ra thôi, thay vào đó là thay bằng con Vlad ha. Rồi ok, ô tài năng vẫn là ô để cho bên con Corvin Rowan Boot ha. Thì đi trên đồ hình này như thế này. Đấy, đồ hình nó sẽ như thế này ha. Thì khi mà đi á, mọi người thường là con này sẽ đi bắt buộc luôn, là dùng cái di vật sống thật. Đó, vừa mới bắt đầu cái con boss nó chết luôn. Đó, mình treo từ lúc 7 giờ mà đi ăn sáng xong mình về mình còn quay video đó, mình sợ vì đi vừa mới dấn xếp đồ hình cho mọi người cái con boss nó chết luôn mọi người. Rồi ok, đấy nói chung là xong rồi. Đấy, nhận phần thưởng thôi. Đấy là đây là con sò ở server cụm của mình là cụm S4, S2, S4, S5, S9. Rồi ok, đó, cảm ơn mọi người đã theo dõi video ha. Và khi mà mọi người coi nhớ nha, mọi người xem video hướng dẫn, mọi người phải nhìn vào cái tài khoản của mình. Mình coi thử là những con nhân vật này, những người đồng hành của mình ấy, gọi là những người đồng hành của mình có giống như của người ta hay không. Người đồng hành của người ta có đặt tiền, còn người đồng hành của mình kỳ chay, nó khác biệt nha. Cho nên là đừng so sánh đồ hình của bạn so với người ta. Bạn phải kiếm được một cái cảm giác, khi mà mình chơi mình cảm thấy cảm giác cái phù hợp, cái đồ hình này nó phù hợp với mình nè, mình phải chọn cái đồ hình này, chứ mình không thể nào mình ép buộc mình đi giống như người ta được. Hoặc là mình nâng cấp, tự nhiên các bạn đang đi cái đồ hình đó xong các bạn phải bỏ tốn nào là tài nguyên nâng cấp vũ khí độc quyền nè, để các bạn nâng lên con đó mà qua cái meta sau nó bị yếu đi, mà thay vì bạn đi nâng những con tướng hiện tại bạn đang nâng, hoặc là đi theo cái định hướng bạn định hướng. Rồi ok, cảm ơn mọi người đã theo dõi video và chúc mấy anh em server cụm sau đua boss thiệt là lực và có nhiều DPS trên boss nhất ha. Rồi ok, cảm ơn mọi người, chúc mọi người một chú ý tốt lành. Chào mọi người.